Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Âm Thanh Vàng của Cương Audio. Các bạn thân mến, đã rất lâu rồi, ngày hôm nay tôi tiếp tục về được một cặp loa Antech của Mỹ. Đây là một trong những dòng loa có âm thanh cực kỳ chính xác, tinh tế và tự nhiên, có độ tĩnh nền rất cao. Chính vì vậy mà các bạn có thể sử dụng rất nhiều các dòng âm ly để phối ghép với nó. Tuy nhiên đây là một mẫu loa hướng đến âm thanh chính xác, tinh tế, thường hướng vào những người có gu nghe khó tính và sau nhiều năm trải nghiệm với nhiều cách chơi khác nhau. Dòng loa Antech Bass 40 này của Mỹ sẽ đem lại âm thanh đảm bảo sự trong trẻo và đáp ứng được sự khắt khe trong cách đòi hỏi của mỗi chúng ta. Các bạn có thể sử dụng các loại âm ly đèn, các dòng âm ly của Mark Intox xuất âm biến thế và một số mẫu âm ly xuất âm tụ có thể đánh với nó rất tuyệt vời. Tuy nhiên các bạn nhớ là những dòng âm ly Luman của Nhật như các dòng 55A, 68A, các dòng 80V, 85V hay các dòng 309, 309X v.v. đều phối với nó rất tuyệt vời. Và những dòng Acouphase cũng không thể thiếu trong việc điểm danh. Ngoài ra những dòng âm ly của châu Âu như các dòng Rotel các bạn đã biết hay các dòng Focal đều có thể ghép với nó để tạo nên âm thanh cực kỳ huyền ảo lung linh. Các bạn nhìn thấy củ nam châm của nó rất là gấu. Đây là củ nam châm được thiết kế để đảm bảo không bị suy hao từ tính. Chính vì vậy mà chúng ta có thể sử dụng nó để chơi lâu dài và đảm bảo âm thanh nguyên bản như nhà sản xuất. Các bạn nhìn quan sát kỹ, kể cả loa mid-chep của nó cũng thế, nguyên bản tất cả. Các bạn thân mến, những dòng loa Antech như thế này thì luôn luôn đảm bảo cho chúng ta được hưởng thụ những âm thanh tinh khiết nhất, tinh túy như những giọt nước cất mà các bạn đã chưng cất bằng những dòng máy lọc. Và các bạn thấy là những dòng loa của Antech, kể cả những họng kèn thôi, các bạn biết là những người mua nguyên một chiếc họng kèn không thôi, không có loa, chỉ nguyên họng kèn của Antech thôi, có thể lên đến vài chục triệu. Và các bạn thấy có những anh em chơi các dòng loa đồng trục toàn giải thường sưu tầm được những họng kèn bằng gang của Antech để đem đến âm thanh rất là sang trọng và nó có những tiếng leng reng cực kỳ tuyệt vời, đặc trưng của Antech. Và các bạn nhìn thấy thùng vách của nó vuông thành sắc cạnh vàng óng như tơ. Đây là một trong những cặp loa có thể nói là tuyệt đẹp về hình thức và đảm bảo cho các bạn những người khó tính sẽ phải gật gù cái đầu. Các bạn thân mến, cặp loa này trên thị trường hiện nay thì các bạn có thể mua với nhiều mức giá khác nhau, với tình trạng khác nhau. Tuy nhiên đây là một trong những cặp loa đẹp và giá của nó là 28 triệu đồng cho cặp loa này. Bao zin nguyên bản như các bạn nhìn thấy và anh em chúng tôi đã cố gắng để tháo ra cho các bạn quan sát. Nếu như các bạn có nhu cầu mua sắm hay có điều gì đó chưa rõ ràng cần tìm hiểu kỹ, có thể gọi điện cho chúng tôi theo một trong hai số điện thoại ở bên góc phải phía trên của màn hình. Hiện nay thì các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc cũng như hát karaoke. Chúng tôi sẽ cùng các bạn set up nghe thử và chúng ta cùng thẩm âm đánh giá trên nhiều cách phối ghép với nhiều thể loại nhạc khác nhau để các bạn có thể đưa ra quyết định mua sắm. Bây giờ thì các bạn cùng ngắm kỹ một lượt nữa tất cả những hình ảnh tôi đã chụp về cặp loa Antech Bass 40 này. Tôi nhắc lại là giá của nó là 28 triệu đồng, rất là tuyệt vời, dễ dàng để các bạn sở hữu. Thank you.
kịp quay lại, dù thời gian phôi phai.